Các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cùng các anh chị bài Đám cưới trên đường quê, nhạc và lời của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ nha các bạn. Đây là một bài hát rất là sôi nổi, nó rất phù hợp trong những cái chương trình tiệc cưới hay những tiền mặt hoặc mặt bạn bè nào các bạn. Thì lúc đám cưới thì khai mạc chương trình ta hay hát bài này, nó cũng rất là hay mà nó cũng rất là duyên dáng, rất phù hợp với những cái chương trình đám cưới các bạn. Và những đôi bạn trai gái yêu nhau hay ở nhà người ta chơi một cái đường thùng, người ta song ca bài này cũng rất là hay các bạn. Bài này là nó ở tông chủ âm rê thứ các bạn. Bài này có tất cả là năm hợp âm, chủ âm là rê thứ là một, hai là son thứ, ba là pha trưởng, bốn là si trưởng giáng, năm là la thứ nha các bạn. Đặc biệt bài này là la thứ chứ không phải là bảy. Bài này nó ở nhịp 4/4 nên mình chơi điệu disco cũng được, điệu bebop cũng được, điệu tuyết cũng được, điệu cha cha cũng được nha các bạn. Nhưng hôm nay mình chọn điệu disco để mình hướng dẫn các bạn, vì điệu disco nó rất là sôi nổi, cũng phù hợp với bài này các bạn ha. Bây giờ mình vô tập luôn để khỏi mất cái giờ các bạn. Bài này có câu dạo, cũng có nhiều băng nhạc nó dạo khác nhau, nhưng mình chọn là câu dạo mình thấy nó phù hợp, nó hay, mình chọn để mình chia sẻ các bạn ha. Câu dạo nó là gì nè các bạn? 2, 3 son pha son pha son rê đô rê đô la, son pha son pha son la pha rê la, 2 son pha son pha son rê đô la rê la rê đô la rê đô, son pha son pha son la la đô rê la lấy mang lại nè, son pha son pha son rê đô rê đô la, son pha son pha son la pha rê la, son pha son pha son rê đô la, son pha son pha son la la đô rê. Rồi vô nha, ta là đô rê, 2, 3, 4, 1 mình vô ngay cái phách đầu tăng của cái ô nhịp thứ hai các bạn ha. Còn đó là mình dạo trên cái dây bass. Bây giờ người ta mình ví dụ mình chơi solo mình dạo trên dây trép ha, trên bài gì dưới nè, bộ không hợp âm mà mình có cái bài không bấm tắt các bạn. Rê thứ nguyên cái hợp âm là gì? Bấm tắt 5 dây là gì? Bấm tắt 4 là gì? Bấm tắt 3 là gì? Bữa nay mình mượn cái thế bấm tắt của rê thứ mình chơi bài đám cưới đường quê này các bạn. Vì bài này chơi rê thứ, mà nếu mình chơi solo thì mình dùng cái thế bấm tắt làm chơi. Rồi vô câu dạo ở dưới dây trép nè. La son pha son pha son la do re la re la do, lặp lại.
Son fa son fa son, re do re do la. Son fa son fa son, la fa re la. Son fa son fa son, re do la. Son fa son fa son, la la do re. Chậm chậm nha bạn, chậm chậm mà chắc thì các bạn nào tập cũng đến được hết. Son fa son fa son, re do re do la. Son fa son fa son, la fa re la. Son fa son fa son, re do la. Son fa son fa son, la la do re. Tập lại nha. Chậm chậm thôi, không cần đúng tempo. Bắt đầu đánh đúng cái nốt rồi bắt đầu đánh vô tempo. Son fa son fa son, re do la. Son fa son fa son, la fa re la. Son fa son fa son, re do la. Son fa son fa son, la la do re. Nhịp vô nhịp các bạn. Vô cái đoạn hay gì đâu.
lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui nha. Đầu cái mình đi mình chạy câu lấy đuôi, lâu thật lâu mới có được một ngày vui. 2 3 1 là tức là mình qua cái lời hai của gì vậy các bạn. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. 2 3 4 ra mà xem thấy được niềm vui câu sao ha, ra mà xem mới thấy cả niềm vui. Quay khúc kỹ chút để các bạn đánh solo được bài này, thì các bạn chơi hòa thấu. Lúc đó nhiều khi có bạn đi chơi đám cưới mình điểm được bài này ha, mình đi solo hòa thấu này rất là hay. Câu cuối cùng các bạn, câu điệp khúc đi hết bài này. La 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 mi la 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 re fa fa son 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 fa son. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta son pha la đồ la rê thì la rê pha pha son đô mi là mi son pha mi rê he lái các bạn. Chuyện chúng mình phải tính đi thôi, để mình đi chơi nghe nguyên bài này mình coi nha, chứ mình vừa sướng là mình khó đời quá. Rồi mình sướng âm xong rồi giờ mình vô mình điểm như bài hát. Bài hát này cũng đơn giản thôi, nhìn nó khó bằng solo chút xíu, còn điểm hát là rất là dễ bài này bài hát. Nhưng mình chơi mình phải đừng solo được bài này, thì lúc mình chơi vô nhóm, vô bằng đi chơi cùng vô đám cưới mà đánh được bài này bài thì người ta rất là thích. Rồi mình đánh từ đầu cuối nha, mình vô câu dạo là mình ca luôn bạn, mình ca rất là dở nhưng mà tính chất minh họa nha các bạn.
tâm cao đầy buồn đã đầy nguồn đầy nguồn vui đầy ngày cưới trong thật hay trong buồn cười đã mà xem mới thấy được ví dụ mình câu dạo nè. 2 3 4 1 2 2 3 4 nè. Ô sáng hôm nay đến quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Nhớ mà anh coi kỹ học âm này nhé. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím đẹp làm sao, bướm bay chập chờn, đàn chim non véo vô ngọn tre, khăn màu xanh áo màu vàng, ơi bà con đến xem ngày cưới, chân dài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Các bạn giàu lâu thật lâu mới thấy được một lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Các bạn giàu 2 3 4 ô sáng hôm nay quý tôi ra xem cô dâu non non y chan mỹ miều, cô dâu non son dung nhan mặn mà chà nhà ấy có anh dề quý, chà nhà ấy có cô dâu hiền, ồ ngộ thái có con lợn quay soi đầy mâm cao đầy buồn đây nguồn vui kiếm ba ngày ấy, nguồn vui kiếm ba ngày cưới trong thật hay trong buồn cười ra mà xem mới thấy được cả niềm vui đó. Mình đi coi lấy đồ gì các bạn ha. Son pa son, son pa son la la đô rê cho ta ca này. Ra mà xem mới thấy cả niềm vui. Son pa son la la đô rê. Son pa son la la đô rê. Ra mà xem mới thấy cả niềm vui. Nghe này ha. Đó. Rồi, em ơi. Em ơi người tình tôi cũng được nha. Thì đó em ơi ra mà xem họ cưới nhau rồi, anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi chuyện chúng mình nhớ là thứ chứ không phải là bảy nha, chuyện chúng mình phải tính đi thôi. Cái bài này có vậy các bạn, bài này nó hay là cái câu dạo, chứ nói chung là rất là sôi nổi, rất là vui tươi, nó phù hợp với bạn trẻ và những cái tiệc cưới này gây hát những cái chỗ mà sinh hoạt đông người. Cái bài này rất là phù hợp đó mà. Rồi hai bạn mình song ca trên một cái đàn thùng nó cũng rất là hay nha. Bây giờ mình làm lại nha, mình làm lại cái câu dạo rồi cái để các bạn có cảm giác lại ha. Câu dạo nó vậy nè, cái cách vô nhịp câu dạo này nó vậy nè các bạn. Chung như mình điểm cái điệu disco đi, mình điểm phách nè. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
vô. Còn nếu mà các bạn không vào ở cái dây bass, các bạn chơi cái dây chép, chơi dây solo luôn. Lúc đó bass ta đánh, mình đánh solo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Cuối luôn các bạn nghe ha. Thầy một lần nữa thì các bạn cho nó chính, cho nó kỹ chút xíu. Mình ca rất là dở với minh họa nha các bạn ha. Đây, bây giờ mình vô từ đầu y bài này luôn nè, nguyên bài luôn. Mình vào trên câu bát cho bạn ha. Mình thích chạy câu bát ha. Sẽ hướng dẫn mình tiếp một bài sôi nữa là bài Bahama, là bài Mama đó các bạn, là bài trong âm nhạc mà Bonem, bài cũng rất là sôi nổi. Thì ba bài nữa mình kết hợp lại để mình làm thành một bài nhạc chào đám cưới là rất ok nha các bạn. Lúc mà rước dâu về mình chơi ba bài đó là không còn nói gì hết, người ta rất là hứng, người ta rất là thích bạn. Rồi mình thôi, mình xin phép nghỉ đây. Chúc các bạn, các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn, luôn thành công trong mỗi lĩnh vực công việc của mình. Cố gắng tập nha các bạn. Các bạn cũng vậy, các bạn cố gắng tập nha các bạn. Thôi mình xin phép nghỉ đây.